Một phụ nữ trẻ đang dành cả buổi sáng trong thị trấn làm một vài công việc lặt vặt mà cô ấy đã định làm trong một thời gian. Cô chọn một vài món đồ từ siêu thị, sửa màn hình điện thoại bị nứt và quyết định tự thưởng cho mình một phần bánh ngọt từ một tiệm bánh ở địa phương. Đó là một ngày thứ ba bình thường, cho đến khi cô rẽ vào một con hẻm và nhìn thấy họ. Bình thường, bạn có thể thấy hơi bối rối khi đột nhiên mình đang nhìn vào một đám đông tụ tập dường như chẳng vì lý do gì. Nhưng có gì đó về đám đông này khiến cô ấy đặc biệt lo lắng. Và cô ấy nhanh chóng nhận ra tại sao tất cả mọi người trong nhóm này đều đang cười. Như thể tất cả họ đang đùa cô một cách tàn nhẫn vậy. Nhìn lướt qua, tất cả họ dường như rất khác nhau. Bao gồm từ người, từ các lứa tuổi, chủng tộc, giới tính, trong những bộ quần áo khác nhau với phong cách khác nhau. Tuy nhiên, tất cả họ đều đang đi với một sự đồng bộ hoàn hảo. Mỗi một bước chân đều trùng hợp một cách hoàn hảo. Điều này đủ để khiến cô ấy kinh hãi. Bất cứ điều gì nhóm người kỳ lạ này đang làm, cô ấy không muốn dính líu tới. Thay vào đó, cô ấy quay lại và đi ngược chiều. Đi nhanh và liếc trộm qua vai, cô ấy không thể không nhận thấy, ngay cả khi đám đông ra khỏi con phố nhỏ, rằng họ vẫn tụ tập với nhau, giống như các nhân viên an ninh vây quanh một nhân vật quan trọng vô hình nào đó. Và tệ hơn nữa, họ dường như đang đi theo cô ấy, tiến nhanh hơn, đến gần hơn, vẫn hoàn toàn đồng bộ với nhau. Làm thế nào mà tất cả những người này lại có thể đi nhanh như vậy? Cô ấy tự nghĩ. Khi cô ấy ở một góc và khuất tầm nhìn, cô ấy làm điều hợp lý, tăng tốc chạy để tạo một khoảng cách giữa mình và họ. Mặc dù họ không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự hung hãn, nhưng ở một mức độ nào đó, cô ấy có thể nhận ra rằng họ cố ý định gây hại cho cô ấy. Cô ấy biết nếu bao giờ họ đến đủ gần, trong khoảng cách có thể cầm nắm được, một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Cô ấy sẽ sớm trở lại nhà của mình, đóng chặt và khóa cánh cửa sau lưng. Cô ấy thở dài nhưng không thấy nhẹ nhõm. Không hẳn vậy, có thể cô ấy bị hoang tưởng, nhưng cô ấy cảm thấy như mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Những nụ cười kỳ lạ đó, những bước chân hoàn hảo đó, cô ấy không thể gạt chúng ra khỏi tâm trí của mình. Cô ấy đi vào bếp và lấy một con dao ra. Cô tự nhủ rằng làm điều này là hơi điên rồ, nhưng có một loại vũ khí nào đó trong tay, ít nhất cũng khiến cô cảm thấy an toàn hơn một chút. Nhưng bất cứ cảm giác thoải mái nào mà con dao mang lại cho cô đều tan tành khi cô nghe thấy tiếng chuông reo. Cô ấy đã không đặt hàng bất cứ thứ gì. Cô ấy không mời ai đến nhà. Đó có thể là ai? Cô ấy giấu con dao sau lưng và đi về phía cửa. Đinh đong, đinh đong, nó lại đổ chuông. Ai đang ở phía bên kia thì càng ngày càng mất kiên nhẫn. Cô mở hé cửa nhưng vẫn để nguyên sợi dây xích. Có một người đàn ông tươi cười trong bộ vest công sở ở phía bên kia. Cô ấy vắt óc cố gắng nhớ lại. Anh ta có phải là một trong những người từ đám đông không nhỉ? Hay cô ấy chỉ đang tưởng tượng mọi thứ vì cô ấy lo lắng? Cô ấy không thể nói nữa. Cô ấy có thể cảm thấy lòng bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi quanh cán dao. Người đàn ông ở cửa hắng giọng và nói: Xin lỗi, thưa chị, tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của chị. Nhưng tôi muốn hỏi, bà đã nghe thấy lời đẹp chưa? Cô lắc đầu và nói với người lạ rằng cô không muốn nghe anh ta. Nhưng anh ta chỉ mỉm cười và tiếp tục: Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn, không hài lòng? Bạn không bao giờ ước rằng bạn có thể thành một phần của một cái gì đó lớn hơn chính bạn, sẽ bớt đi một gánh nặng đối với đôi vai của bạn? Cô bắt đầu hết cách lịch sự để từ chối anh ta thì cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào tấm kính gần đó. Người phụ nữ trẻ quay đầu lại và nhìn vào phòng khách của mình. Có một người phụ nữ đang cười đứng ở cửa sổ, dùng ngón tay đập vào kính, cười toe toét. Cảm giác lạnh tóc gáy đến ngay lập tức. Cô ấy nhận ra khuôn mặt đó một cách chắc chắn. Đó là một trong những người trong đám đông. Và bây giờ cô ấy biết chắc chắn rằng người đàn ông ở cửa cũng như vậy. Nhưng khi cô quay lại với anh ta, tất cả những gì cô thấy là bàn tay của anh ta đang thò ra ngoài khe cửa. Cô ấy quay lại và chạy. Khi sức nặng từ đám đông khiến cửa bị mở, họ tràn ra hành lang, ngã nhào vào nhau nhưng vẫn mỉm cười. Cô nhận thấy thứ gì đó đang tuột ra khỏi quần áo của họ. Những sợi dây dài gân guốc trông như được làm bằng thịt sống, uốn éo và căng phồng. Với mỗi giây trôi qua, toàn bộ tình hình này dường như ngày càng tồi tệ hơn. Suy nghĩ nhanh chóng, cô quyết định bỏ chạy lên cầu thang. Nếu cô vào phòng ngủ đủ nhanh, cô có thể khóa cửa từ bên trong, mở cửa sổ và leo xuống dần leo xuống sân trước khi họ có thể đột nhập vào. Nó có vẻ như hành động tốt nhất, nhưng chỉ vì cô ấy không biết đám đông có thể thu hẹp khoảng cách nhanh đến mức nào. Ngay lập tức, đám đông bước lên cầu thang và đi theo cô ấy, đồng loạt mở rộng bàn tay nắm lấy. Những người này là ai? Tại sao họ lại làm điều này? Những câu hỏi tràn ngập trong tâm trí cô nhanh chóng bị dập tắt. Người lạ mặt toét toét trong bộ đồ công sở đã tóm được cô.
Anh ta bóp mạnh và cô có thể cảm nhận sự đau đớn trong cơ thể và xương của mình. Cô cố gắng giành giật sự sống, nhưng cô không thể chống lại sức mạnh của anh ta. Phần còn lại của đám đông vây lấy cô ấy. Cô lại phát hiện ra những sợi dây thịt khủng khiếp đó xuất hiện từ sau lưng của tất cả những kẻ lạ mặt đáng sợ này. Và bây giờ, cô ấy nhìn thấy điểm kết nối của những sợi dây này. Một khối thịt khổng lồ, giống như một cơ quan hư hỏng, không rõ nguồn gốc. Một khối u khổng lồ, quái dị, nó co bóp và đập mạnh. Chỉ nhìn thôi đã khiến cô muốn phát ốm rồi. Và cô ấy có thể cảm thấy năng lượng khủng khiếp nhất tỏa ra từ nó. Bất kể thứ này là gì, nó muốn cô ấy, nó đang tiếp cận cô ấy. Chiến đấu hay là chạy? Hiện giờ, chạy không còn là một sự lựa chọn. Kẻ lạ mặt trong bộ đồ vest đã nắm chặt lấy tay cô ấy. Mặc dù anh ta bị mất ngón tay, cô ấy vẫn còn con dao. Cô có thể nhìn thấy sợi dây từ lưng anh ta nối vào khối thịt khổng lồ. Và với một đòn quyết định, cô cắt đứt nó bằng con dao làm bếp. Ngay lập tức, người đàn ông mặc vest buông cô ra. Cả hai đầu dây rủ xuống, phun ra nhiều mủ. Nhưng tác động đến bản thân của người đàn ông còn nghiêm trọng hơn. Anh ta loạn choạng, tạo ra những tiếng động ùng ục kinh khủng nhất mà cô từng nghe thấy. Anh ta nôn ra hàng lít chất lỏng. Nó phun ra từ mắt, mũi của anh ta như một vòi cứu hỏa. Nó chảy xuống ra khỏi ống quần của anh ta. Cơ thể của anh ta xẹp xuống như một quả bóng bị thủng. Khi chất khủng khiếp tràn ra khỏi người anh ta, cho đến khi tất cả những gì còn lại là một bao da và quần áo ướt, trống rỗng, rung rinh trên sàn. Nhưng cô ấy không có thời gian để suy nghĩ về những điều kinh hoàng mà cô ấy vừa chứng kiến. Cô ấy cần phải ra khỏi đây, ngay bây giờ. Cô quay lại và tiếp tục chạy lên cầu thang. Khi đám đông tiếp tục đuổi theo cô, cô ấy có thể nghe thấy tiếng bước chân đồng bộ hoàn hảo của họ xuyên qua người đàn ông kia. Họ hầu như chẳng chậm lại, cô ấy cần tiếp tục chạy. Một số bàn tay ôm sát cơ thể cô, nhiều người trong số họ kẹp cổ tay cô, siết chặt cho đến khi con dao tuột khỏi tay cô và rơi xuống đất. Họ đã học được một bài học. Đám đông đứng xung quanh cô ấy. Dù cô ấy có vùng vẫy đến đâu, họ vẫn không hề nhúc nhích. Cô ấy có thể nghe thấy một khối thịt khổng lồ đang tiến lại phía sau mình. Cô cảm thấy một trong những sợi dây dài đang trườn trên lưng. Những sợi sơ của nó dễ dàng chui vào da thịt cô cho đến khi kết nối được thực hiện. Đôi mắt cô ấy trợn ngược khi nó ôm chất lỏng vào cơ thể cô ấy, làm tan chảy mọi thứ bên trong và đông tụ lại thành thứ chất lỏng mà cô ấy vừa nhìn thấy văng ra từ người đàn ông trong bộ vest công sở đấy không lâu. Từng chút một, mọi thứ đã từng là của cô ấy đều được rút ra và lấp đầy bằng thứ khác. Khi quá trình biến đổi hoàn tất, cô ấy mỉm cười, sống như tất cả những người khác. Nhưng cô ấy không còn là cô ấy nữa. Cô ấy chỉ là một phần khác của nó, thành phần mới nhất của nó, một sự thay đổi thay thế cho người đàn ông trong bộ vest. Đám đông rời đi ngay sau đó với bước chân hoàn hảo tìm kiếm một vài người bạn mới. Tại một số thời điểm, mọi người đều cảm thấy mong muốn được hòa nhập, nhưng một số dị thường lại đưa mong muốn được tham gia vào đám đông này đến mức tột cùng. Đây là SCP-428, còn được gọi là đám đông. Ở trạng thái nguyên thủy nhất, SCP-428 là một khối thịt vô định hình được kết nối với một số vật chủ là con người bằng các tua hữu cơ tương tự như dây rốn. Khối trung tâm bị che khuất bởi nhiều vật chủ của nó. Số lượng vật chủ là 14. Vào thời điểm hiện tại, nó là một thực thể cực kỳ nguy hiểm. Một khi một cá nhân được đồng hóa vào khối lượng cơ thể của nó, họ được coi là đã chết. Sau khi đồng hóa, tất cả các cấu trúc bên trong phức tạp của nạn nhân, xương, cơ, cơ quan, hệ thần kinh sẽ được thay thế bằng vật liệu có thành phần tương tự như một khối vô định hình điều khiển họ. Tất cả những gì còn lại là làn da và hình dạng của họ được điều khiển bởi trung tâm SCP-428. Khi không chủ động tìm kiếm nạn nhân mới để đồng hóa, SCP-428 sẽ chuyển sang trạng thái không hoạt động. Các nạn nhân bị đồng hóa của nó đứng thành vòng tròn xung quanh trung tâm, có thể lầm bầm với nhau và lắc lư nhẹ nhàng. SCP-428 và đám đông của nó sẽ chuyển sang trạng thái thù địch nếu bất kỳ ai đi trong phạm vi 2m từ nó. Với tốc độ và sự dữ dội đáng ngạc nhiên, các thành viên của đám đông sẽ cố gắng tấn công nạn nhân không may trong cuộc phục kích bất ngờ và đưa họ đến trung tâm. Nếu họ ở trong trạng thái này trong hơn 10 giây, những dây thịt sẽ bám vào cơ thể của họ và các cơ quan của họ sẽ được thay thế. Họ sẽ bị hòa vào đám đông, giống như những nạn nhân khác của SCP-428 trước họ. Tuy nhiên, nếu nạn nhân bằng cách nào đó thoát được trước khi quá trình hoàn tất, thì đây vẫn chưa phải là kết thúc. Nếu ai đó trốn được, SCP-428 và đám đông sẽ bước vào giai đoạn tích cực săn lùng để tìm kiếm nạn nhân đang trốn thoát. Không làm được điều đó, chúng sẽ cố gắng đồng hóa bất kỳ người nào đang lang thang trong vùng lân cận. Không cách nào an toàn để tiếp cận SCP-428 hoặc bất kỳ thành viên nào của nó trong bất kỳ trường hợp nào. Làm như vậy là chọn một số bộ phận còn tồi tệ hơn cái chết. Khi một nạn nhân bị đồng hóa, SCP-428 và đám đông sẽ trở lại trạng thái không hoạt động cho đến khi một nạn nhân khác xuất hiện.
Các nghiên cứu của tổ chức đã xác định rằng SCP-428 tìm cách thêm ít nhất một người vào đám đông của nó trong mỗi tháng. Và nếu một người không được cung cấp, thì nó sẽ tham gia vào hành vi săn bắt, khiến mọi người trong khu vực gặp nguy hiểm nghiêm trọng. SCP-428 không kiểm soát một đám thây ma một cách vô tri. Đó là một bộ óc cực kỳ thông minh, càng đáng sợ hơn vì nó hấp thụ kiến thức, ký ức và kỹ năng của từng nạn nhân và có thể vận dụng lại chúng thông qua bất kỳ nạn nhân nào khác. Bởi vì điều này, nó dường như có kiến thức cực kỳ lão luyện về tâm trí con người và sẽ vui vẻ sử dụng các chiến thuật thao túng tâm lý để đạt được lợi thế. Mặc dù là một đám đông lớn, các cuộc thử nghiệm đã chỉ ra rằng SCP-428 và các nạn nhân bị đồng hóa của nó có thể di chuyển nhanh đáng sợ. Điều này là do bản chất của chúng là hoàn toàn hòa hợp là một. Chúng có thể đi bộ hoặc chạy trong tình trạng đồng bộ hoàn hảo. Để hiểu rõ nhất điều này, hãy hình dung một con rết đang lướt với tốc độ cực nhanh qua bức tường. Nó có rất nhiều chân, nhưng tất cả đều có chung một hệ thống thần kinh phối hợp hoàn hảo. Làm việc cùng nhau để di chuyển sinh vật với tốc độ chính xác cao. Ngay cả khi xét từng nạn nhân, mỗi thành viên trong đám đông đều là một kẻ thù đáng gờm. Khi trở thành một phần của SCP-428, chúng thể hiện sức mạnh tăng lên rất nhiều, không có dấu hiệu cảm thấy đau đớn và cũng có khả năng nhanh chóng chữa lành bất kỳ vết thương nào. Các vết thương dường như không cản trở chức năng nào. Một thành viên trong đám đông bị bắn vào chân sẽ không làm nó chậm lại dù chỉ một chút. Tuy nhiên, trong khi sinh vật này cực kỳ thông minh và nguy hiểm, tổ chức SCP cũng không phải là những tay mơ. Trong thời gian kể từ khi họ phát hiện ra nó, họ đã xác định được một số điểm yếu, mặc dù một số kiến thức này phải trả giá đắt. Mặc dù các thành viên trong đám đông có khả năng chống chịu sát thương đáng kể, nhưng bản thân trung tâm SCP-428 dường như dễ bị tấn công và nhiều khả năng cảm thấy đau đớn. Nếu trung tâm bị tổn thương, mọi thành viên trong đám đông đều có thể cảm thấy thường gục xuống và quằn quại trong đau đớn. Khi sinh vật lấy lại bình tĩnh, nó sẽ rút lui, dùng những tấm khiên con người để bảo vệ mình. Tổ chức đã sử dụng phương pháp này để ép sinh vật trở lại nơi giam giữ trong những lần nó thoát được ra ngoài. Với việc sử dụng có kiểm soát lửa hoặc điện là phương pháp ưa thích của lực lượng an ninh tổ chức. Cắt đứt mối liên hệ giữa một thành viên trong đám đông và trung tâm cũng là một cách để làm suy yếu khả năng tổng thể của SCP-428. Một thành viên đám đông bị cắt đứt sẽ ngay lập tức sụp đổ, vật chất SCP-428 bên trong sẽ hóa lỏng và thải ra qua mọi lỗ thông. Điều này có thể thúc đẩy SCP-428 tìm ra một nạn nhân mới, nhưng nó cũng có thể là phương pháp được sử dụng để kiểm soát số lượng chính đám đông. Đã có một số sự cố lớn liên quan đến SCP-428 kể từ khi nó bị quản thúc tại tổ chức SCP. Và nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở đau đớn với tất cả nhân viên rằng không bao giờ được đánh giá thấp khả năng dị thường mà họ đang quản thúc. Rõ ràng là một trong những người bị SCP-428 đồng hóa trong quá khứ có kỹ năng mở khóa, vì SCP-428 đã hấp thụ kỹ năng này. Nó đã tháo rời một trong những chiếc thắt lưng của các nhân viên và sử dụng nó để mở khóa buồng giam của mình từ bên trong. Sau đó, nó dùng một trong những nạn nhân nữ của mình chui ra ngay bên ngoài cửa, dây thịt cô luôn qua khe cửa phía sau. Cô ấy khuỵu xuống và bắt đầu khóc lớn, thu hút sự chú ý của một nhà nghiên cứu gần đó. Đương nhiên, khi bạn nghe thấy một người đau khổ khóc, bản năng của con người là đi xem và giúp đỡ. Và nhà nghiên cứu này đã không được thông báo tóm tắt về bản chất và khả năng của SCP-428. Điều này khiến anh ta hoàn toàn không chuẩn bị cho số phận kinh hoàng đang chờ đợi mình. Khi anh ta lại gần để an ủi người phụ nữ đang khóc, phần còn lại của đám đông ngay lập tức xuất hiện từ buồng giam, bao vây anh ta. Một người đưa anh ta lên miệng, bịt tiếng hết sợ hãi của anh ta. Anh ta sau đó bị kéo vào và nhanh chóng bị đồng hóa. Trong khi SCP-428 có thể chọn ổ khóa, việc hấp thụ một thành viên của tổ chức SCP vừa cho phép nó biết bố trí của khu vực và các hoạt động của tổ chức, vừa là một bình phong để trấn áp sự nghi ngờ, giống như việc lấy được một chìa khóa tổng vậy. SCP-428 và đám đông của nó, với nhà nghiên cứu đồng hóa đứng đầu, tiến qua tòa nhà, tránh các trạm kiểm soát an ninh quan trọng và thu hút một số nhà nghiên cứu và bảo vệ khác trên đường đi. Đây là một diễn biến đáng sợ vì nó cho phép SCP-428 mở rộng nữa kiến thức về tổ chức SCP và các kỹ năng của nó trong mọi thứ, từ khoa học đến vũ khí và khả năng đánh nhau tay đôi. Với mỗi người mới mà nó tiếp nhận, nó trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể và nguy hiểm hơn với nhân viên của tổ chức. Rất may, nó đã thu hút sự chú ý trước khi có cơ hội thoát khỏi địa điểm quản thúc. Một lực lượng đặc nhiệm cơ động đã được cử đến để ngăn chặn SCP-428 và buộc nó trở lại buồng quản thúc. Tuy nhiên, là một sinh vật cực kỳ bền bỉ, thất bại nhỏ này đã không dập tắt mong muốn trốn thoát của nó. Với việc một số thành viên trong đám đông của nó hiện là cựu nhân viên của tổ chức, nó đã cố gắng tận dụng điều này để thao túng những bảo vệ phòng giam của nó. Điều này trở thành một vấn đề đến nỗi một nhà nghiên cứu đã thêm một ghi chú vào hồ sơ của mình với nội dung: những người này đã không còn nữa,
Giờ họ là SCP-428. Bất kể nó có thể nói hay làm gì, họ không còn là đồng nghiệp hay bạn bè của bạn nữa. Hãy nhớ điều này, nó có thể cứu mạng bạn. SCP-428 và đám đông của nó hiện đã được giam giữ trong một phòng giam dài 5m x 5m x 5m với các bức tường điện 30.000V để ngăn cản nỗ lực phá hoặc trèo lên của các thành viên trong đám đông. Phòng giam được truy cập thông qua một khóa kín gió và chỉ được phép ra vào đối với các nhà nghiên cứu cấp 3 trở xuống, trong khi được hộ tống bởi hai vệ sĩ có vũ trang nhằm loại bỏ nguy cơ SCP-428 hấp thụ một tài sản có giá trị của tổ chức SCP và sở hữu kiến thức và kỹ năng nguy hiểm. Chỉ cần tưởng tượng kết quả thảm khốc nếu một thành viên của hội đồng O5 đột nhiên trở thành một phần của SCP-428. Các nhà nghiên cứu luôn phải ở xa cách tối thiểu 2m và bắt buộc phải có ít nhất 2 bảo vệ có vũ trang luôn túc trực ở cửa ra vào của buồng. SCP-428 được cho một nhân viên cấp D để đồng hóa mỗi tháng để ngăn nó tham gia vào hành vi săn bắt. Do khả năng hấp thụ ký ức, kỹ năng và trí thông minh đáng sợ của SCP-428, tất cả các nhân viên cấp D được trao cho 428 đều được rà soát trí thông minh thấp và thiếu các kỹ năng có giá trị để đảm bảo rằng dị thường không có một con át chủ bài mới nào. Tuy nhiên, việc tiếp tục cho SCP-428 nạn nhân mới sẽ làm tăng kích thước tổng thể của nó và do đó đòi hỏi phải nâng cấp dần dần các biện pháp ngăn chặn. Khả năng vô hiệu hóa vĩnh viễn SCP-428 đã được xem xét, nhưng trong thời gian chờ đợi, nó đã được xếp loại vào lớp Euclid vì trí thông minh, kỹ năng và sự khó đoán của nó. Mặc dù tổ chức SCP luôn hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, đây là một tập thể đáng sợ mà họ không hề muốn gia nhập. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ bí mật của tiến sĩ Bob, chẳng hạn như SCP-4910, quỷ răng, một dị thường khác muốn thay đổi cơ thể của bạn theo hướng không hề có lợi, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.